Dude. Chí Dude rất là đẹp trai. Good boy, trên top có kẹo ngọt kìa anh. Ok anh em nhá. Bạn cho cái gì đây? Bạn cho cọt nhiều vàng, cọt sẽ kết huynh đệ với bạn. Beautiful, beautiful, beautiful. Nói nam cái đê, đẹp trai. Nói cái gì cũng hiểu, nhưng mà nói đến vàng nó không hiểu. Con này gold, gold. Gold anh em ạ, gold là màu vàng. Thế cái gì là gold anh em? Trang sức có nghĩa là gì anh em? Ok, trang sức vàng. Đẹp trai cọt. CG Thọ Vlog, nó bảo bên trong trò chơi cung cấp cho bạn thức ăn. Không, không phải cung cấp thức ăn hay cái gì đấy. Mà bây giờ phải bảo là cọt đẹp trai rồi, nhưng quan trọng là cọt... Không, tôi không muốn kết hôn. Vay, kết hôn này anh em. Thôi, kết hôn là phải tắt cam, nó thấy cọt đẹp trai quá. Nó bảo yêu thôi, nó không muốn kết hôn với cọt. Chết anh em ạ. Hiệp Good Boy chấm. Sao lại kết hôn anh em biết gì đấy không? Nó tưởng là nó bảo lấy cọt anh em ạ. À, ghê quá. Tởm đấy. Rất ghê. Lâu kết hôn. CG Thọ Vlog, nó bảo bên trong trò chơi cung cấp cho bạn thức ăn. Liên quan gì anh bảo vàng cơ mà. Con này ôm cọt rồi. Chí Dude, chú đi, chí Dude. Quý cô tuổi dần, cười đau hết cả ruột. Chí Dude ôm cọt. Đây còn đại thần. Còn đợi là cái đoạn này người anh em út xuống như mình. Và chí Dude. CG Thọ Vlog, we need gold medal. Tóm lại ông này ông không có vàng anh em ạ. Ông bảo ông không có vàng. Ông bảo không có vàng bây giờ rất khó. Sống được với nạ ấy. Sống được với nạ đấy. Ăn đi em, ăn đi Hugo. Em rất tốt thế nhưng thà mình là người cô đơn. Em rất tốt thế nhưng thà là người cô đơn. Và chúc em hạnh phúc chỉ một ngày. Nó nghĩ sang kết hôn thì anh em mà còn yêu đương thì nó là một kết hôn anh em. Tự nhiên một kết hôn nghe ghê quá. CG Thọ Vlog, Ả Rập không có vàng chỉ có dầu mỏ thôi. Đầy vàng. Ả Rập là Dubai đấy anh. UAE đấy. À đâu, Ả Rập. Ả Rập là đúng rồi đúng không? Ả Rập là UAE đúng không? Dubai đấy đúng không? À không, Dubai khác, Ả Rập khác đúng không? Lấy ra dầu mỏ. Chú Dude ăn đi, chú Dude. Anh đình chiến đấy. Click à? Nam Lê, Dubai ở Ấn chứ? À, Dubai ở Ấn Độ là sao anh?